Con không biết cái ngã này nó là con cô. Chứ biết con cô còn không chửi nữa. Nhất mà tưởng mình đẹp gì. Mày sao? Tao nhịn mày dài ba câu rồi bắt đầu mày leo lên đầu lên cổ hả? Ở đâu mày hùng hổ được chứ? Ở đây mà mày hùng hổ thì coi như mày sổ lộn đài nha. Được rồi, nếu mà ngày hôm nay á mày không còn yêu tháng rộng năm dài nữa thì để tao buông dài ba câu tâm thư rồi tối nay đem về tự sự.
Nhìn bộ dạng của mày cũng anh thư lịch sự quá mà. Ai biết ẩn bên trong mày là cái thứ xạo sự hại người. Ai không biết á thì cho mày điểm 10. Chứ gặp tao là tao cho điểm liệt. Dòng cái thứ xảo quyệt trời bất dung gian. Hôm nay á mày gặp tao thì cũng coi như là gặp ám ảnh kinh hoàng rồi. Tao sẽ đánh cho mày điêu tàn, xong tao dắt mày đi tân trang nhan sắc. Tới khi mày đẹp xinh bắt mắt á, tao lôi ra ngoài Bắc, tao đánh dạt vô trong Nam. Đánh mấy cái đứa gian tham là tao đánh vô cùng nhiệt liệt. Đánh từ đô thành náo nhiệt, tao đánh tới biển biệt, biển thôn quê. Đánh từ đường đất, đường đê, tao đánh văng ra đường vôi sông, đường nhựa. Dòng cái ngựa ngựa, sống trái với đạo lý luân thường. Tao đánh rời nhà thương rồi chuyển giường vô bệnh viện á. Xong rồi kêu bác sĩ chích điện vô cái nết của mày. Chích 7 bữa 8 ngày, xong rồi đem đài mày ra biên ngải ha. Nếu mà mày còn chối cãi, tao sẽ tiếp tục soạn bài. Được rồi, ngày hôm nay á, trời không độ mày thì tao sẽ độ mày. Mới mới, chị em mình cái gì cái, chị sáng là em sáng, chị lẻ là em lẻ đấy mở ơi. Bây giờ tôi mệt bà lắm nè. Nãy giờ á tao không muốn hung dữ chứ. Thôi lại cái sáng đi. Chị giết. Con chị sáng là con em sáng mến ơi. Con chị lẻ là con em lẻ đó mến. Tha cho chị lần này đi mến tao ơi. Tao nói rồi, tao không có muốn hung dữ với mày. Tao không biết mày hùng hổ đâu, tao không cần biết. Nhưng mà tới đây mà hùng hổ vậy là không có được. Từ đây không có được giành của tôi nữa đó. Mẹ mày, tao thấy tao giật mày lâu. Tao giật mày lâu rồi nha. Con quỷ ơi. Trời ơi, cái con này vậy mà mày chưa hối cải nữa hả? Mày không hối cải thì mày không cãi. Liêu liêu, đố mày chọi được tao. Mày đố, trời đất mày hả? Cái con mi đi thường trước. Liêu liêu, trời ơi, hụt liêu liêu. Trời đố mày chọi, trời đố mày chọi được tao. Đố mày chọi được tao. Rồi, ok, ok, ok. Ok, rồi, rồi, ok, ok, ok. Rồi, cắt, cắt, kiểu pha, kiểu pha, cắt. Vô, đưa cái bóng mắt. Nó nói lại từ đánh nhau nha. Vô cái. Nó nói từ cái chỗ cô gái chứ. Lúc đó nó ngồi với rất nhiều. Dạ, dạ, dạ. Gom gom lại đi, gom cãi lại đi em. Em biết thiết kế rồi. Dạ. Gom 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 đi. Gom cãi lại ra hết. Ok go. Đó, đẹp. Bye. Rồi. Chơi với lại cùng nhau. Đứa nào chọi tao trước. Vừa diễn là cô nói nha. Máy trời. Dính. Đứa nào chọi tao. Tắt máy xe anh ơi. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh. Trời ơi, hồi nãy ông đi đái rồi, giờ ông đi nữa. Rồi, máy. Là ổng. Máy. Máy trời. Đứa nào chọi tao? Trời ơi, trời xin. Mạnh hơn nữa. Đứa nào chọi tao? Đứa nào chọi tao? Đúng rồi. Ok. Máy. Ai chọi? Đó. Đó. Hai lần cũng được, đứa nào chọi tao xong rồi. Máy trời. Đứt. Đứa nào chọi tao? Ai chọi? Tôi vừa bỏ xuống là có nhìn con. Ai chọi tao? Đâu có ai chọi gì cô đâu. Không chọi sao cái giò con này. Cái giò con. Ông hộ ha la ha, cô đang cầm như vậy. Trời ơi, chiếc chép nè, chiếc chép gì mà y chang chiếc bên đây vậy, để thử coi vừa chân không nghe. Ý, vừa chân rồi nè. Trời ơi, tắm ra thử hài vừa rồi, bây giờ tắm thì đi gặp hoàng tử. Mẹ với em cắm ở đây chơi nha. Tắm đi nha, bye bye mẹ, bye bye em. Ê, đứng lại. Mày đi đâu? Dạ, sao vậy? Mày đi đâu? Dạ, con đi, đi về nha. Mày chọi tao rồi mày tính đi hả? Đâu có chọi cô đâu. Cô hiểu lầm rồi, con chọi là con chọi cái con này nè. Cái con mà vô duyên tới tự nhiên giành chỗ bán người ta nè. Cái con này có cha xanh mà không có mẹ dạy nè. Cái ngữ đâu đẻ ra con này mà kỳ cục vậy đó. Con không có cô, giữ con này. Nó là con của tao. Tao là mẹ nó. Ủa vậy hả? Trời, con không có biết, con không có biết cái ngã này nó là con cô. Chứ biết con cô cũng không chửi nữa. Không. Trời, chưa cũng hết cái đó. Thành, gấu chạy bên đêm lắm. Chạy qua đây một máy, bắt con Hiếu lại. Mày một máy thôi. Máy em lắm. Không lên hả? Ừ. Nó bị đâm, cái gì không? Rồi, tiếp. Rồi, kết. Đúng. Rồi, ok, ok. Vậy thì mày né ra để cho con gấu nó bắt. Rồi, tiếp. Ok. Dết. Mới chạy chưa? Mới chạy chưa? Rồi. Con không có biết là con cô thì không có biết ra. Không có biết con cô. Chứ nếu biết con cũng chửi nữa. Ủa kỳ cục vậy, tự nhiên tới giành chỗ bán mua của người ta. Sao không chửi được?
mày tới số mày rồi. Tới số là tới số làm sao? Mày con tao là mày chết. Ơ đừng tin con mày chết. Mày chết mày con bà binh con bà kỳ cục với bà là ai? Bà là ai mà bà lại đây? Tao là mẹ nó nè. Bà là mẹ nó thì trùng kệ mẹ của nó. Mày nói chuyện hả? Mày mất dạy. Mất dạy là mất dạy sao tự nhiên chỗ người ta cái tự nhiên dành chỗ. Bà ba nói chuyện gì kỳ cục vậy? Chỗ này chỗ của tao. Chỗ của bà là chỗ sao tự nhiên từ xưa giờ tưởng ta bán đi. Nếu sao khi mẹ con bà lại dành. Bà binh con bà binh kỳ cục vậy? Bán là bán mày không có quyền. Ông ai muốn bán là bán sao tự nhiên ta bán đây mà bà kỳ cục quá làm gì không có quyền không có quyền lắm có quyền. Sao? Người bán dành người mua. Nãy giờ đây có ai đâu má? Ở đây có ai đâu mà chấp cái bán dành người mua? Đây có người nào đâu? Tao thích là tao bán. Tao thích là bán rồi bà có 7 miếng đất rồi làm như tôi biết bà là vậy bà 7 miếng đất rồi mà bà không có chịu buồn ngưng mà tự nhiên bà tới đây bà giành giật bà là muốn ăn cướp muốn lừa một cậu nữa tao cũng muốn thi cái một cậu nữa bà muốn thêm ra muốn thêm cái gì ừ muốn thêm gì đây mày sao là tao tháo gì mà còn sao hoài vậy má cướp bà bé xong bây giờ tao kiếm bé xong bà kiếm bé xong bà bán gì đây bà bán gì khu chợ này bà bán chạy hòm để cho mai cho mấy con này nè mấy con gì cái mặt kia ăn mình ngủ vậy nè. Trời ơi bà mắc cười bà quá à tự nhiên vô tôi làm gì vô tôi trời tôi sợ mẹ con mày chắp hai mẹ con mày luôn ấy anh trời đất ơi làm gì ăn hả bà quỷ vậy bà ăn hiếp đã vừa phải hai mẹ sợ mẹ con bà trời ơi bà đi đường quyền với tôi hả bà đi đường quyền với tôi hả Trời ơi từ ngày Lý Cao Tông mất đi, võ Thái Hậu lên ngôi trị vì
lập nhà đại chu cải thiện đất nước, dân chúng hưởng cảnh thái bình, muôn nhà ấm no, người người sống trong hạnh phúc, nhưng vẫn còn di cánh của nhà Đường âm mưu lật đổ. Chúng muốn biết võ nghị lương, chúng muốn biết võ nghị lương giành quyền cai trị nước. Trần Nam Anh đã dẫn đầu một toán quân đột nhập vào thành. Trần Nam Anh à, phải, đây là khổ nhục kế mà chúng ta đã sách bài để đưa đại quân ta vào đây dẹp quân phản loạn. Dương Sở Thành, mi phải đền tội. Dương Sở Thành, ngay tận số của nhà ngươi đã đến. Tiếp theo, ngươi là nỗi chết, ngươi phải chết. Trần Nam Anh đã làm chủ nên làm lại hay quá Thành ơi. Nằm im. Em chết. Từ. Bình cho xin. Bình cho xin coi. Vô. Chết vô thế luôn nhưng mà chưa cậu, cậu rút ra xong cậu hoang mang nha, con nhảy ra nha cậu. Rồi chơi quay là chị bảo từ trên đâm sọt xuống nha. Đừng làm ta sợ mà. Công chúa
Ông chưa. Em đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Hãy để ta bằng lại. Ông chưa. Ông chưa.7 lần 7 49 triệu năm về trước đó.
phía trên cái trần da này á, nó còn là một mớ hỗn độn cổ cái gì từ cổ chí kim, không phải bàn cổ cái gì nè, bàn cổ khai thiên lập địa đó, mà nữ qua đó bắt đầu đá nó giá trời là nói chị lên nha, bắt đầu đi đá đó nó giá trời gì đó quá hoài đẹp lắm mấy chị, nhưng mà phải giá nhiều lắm, nhưng mà không bao giờ phải giá được BD, thấy không? BD chị em tụi mình đó là một cái lỗ hổng thời gian. Cái hàng triệu triệu á, vì sao
tại vì là con của bác Ngọc. Rồi cái hồi mà xong cái cảnh đó chị đơn là coi như là để con người nó nát luôn, nát luôn, nó dắt qua tỏ, dạ, thằng sắp có một tuần. Rồi tiếp tục coi hai ngày nữa.
mà làm động viên làm thì gắn bó với đội ngũ các cái đơn thì thông thường cái quyết định cho sự thành công cho một bộ phim về ba hành động thì các cái đơn quyết định có thể nó 50% cho thành công bộ phim. Và chúng tôi là một trong những người các cái đơn, anh em các cái đơn mà thân tình với thì xoay trở lại với câu chuyện tại sao lại thân nó còn động vậy là vì trước đây đầu tiên một phim mà thí dụ hiện tại chúng tôi là biết nhau đó là một phim tiến tới thì thí dụ hiện cặp của chị nhà một cặp á thì đó nhà một lần á dạ thì chúng tôi đã gia đình tử rồi mà có nghe cái bỏ đâu nó cạn nó lắm nó cạn nhưng mà mỗi lần bỏ đâu nó tức lắm phải không xuống trên bỏ muốn đè rồi nó muốn đầy hết à bây giờ sau cái phim về tôi biết mấy bạn các cái đơn cũng như là gặp là hợp lắm chị nào nói chết à, sau khi là chết thì đúng rồi đó quá mà mày nó muốn đánh đầu thật sự trong lòng em rất thích tôi bỏ vậy dạ nhưng mà chị biết không em như này Tuấn mà không phải là riêng Tuấn không đâu mà còn là cái hội đồng của anh em các cái đơn đó đã rất thân với nhau đi quay xong về kéo nhau đi chung với nhau và thậm chí là có những cái giây phút mà gọi là được nghỉ lúc đó cái thời điểm đó cái thời điểm mà chứ vậy không lắm ha không lạnh lắm à bây giờ là chỉ cần quay mà có thời gian nghỉ chừng 2 tiếng thôi là tụi em có tâm đó và tụi em có phim cái bạn này nó cái gì nhẹ tiền nhẹ tôi nghĩ
còn riêng ở ngoài đời thì tụi em lại là những thằng bạn rất thân. Có thể anh em cùng ăn chung một tô cơm, cũng hay là uống một ly nước, nhưng mà nhờ anh là lấy viên đó. Em nói là bao giờ cũng thân thì anh em là cũng thân. Thân nhất ở Cúng Dâu là cái tính gì của Cúng Dâu? Dạ, tính là hầu như làm việc rất là xuyên. Hầu như là tần suất từ sáng cho đến tối là cũng không bao giờ biết giờ. Em là giỡn một hàng dữ lắm á, mà cũng là từng giờ một dữ của em rồi. Dạ. Nhây á. Dạ nhây á, giỡn nhây. Mà thường nhây là... Nhây là dạ, Tuấn thì có cái tu hoạt hơn giúp em. Lúc nào cũng đi đặt biển đọc viên mà quý vị biết không là đọc là em đặt cơm theo, đặt món theo theo cái gì mà cũng như có ngày có ngày. Nè, mai nhớ cô nha, nhớ cô nha. Cô nha, cô nha, nhớ cô nha. Không có gì, mai cô cắt cặp đi, cô đang ăn cô cái dưới rồi. Mai cô có thấu nhà quý vị thôi. Mà Tuấn là chuyên gia là gì biết không, ăn cơm với cô là nàng bóc không? Đó là người Việt Nam thì mình sẽ đẻ bên Ấn Độ sao mà ăn còn ăn món không? Anh sẽ món chú. Ờ mà có, cho là có. Nhưng mà có những nhắc lại những vấn đề tôi nói chú với cái vấn đề của cậu là tức là chú không chịu rửa tay, chú vô cái món ăn thế mà nãy không nhỉ? Trời đất ơi, chú gì? Mãi nó không cần chế được nếu mà đi rửa tay thì không có gì. Anh là mẹ. Mẹ ở bên cái vụ thật. Không, mẹ có chuyện, em nói cho em nói chuyện ví dụ rửa tay, món mà ăn cảm giác mình hơn. Cảm thấy mạnh miệng, mạnh tay hơn. Cái đặc biệt sao? Thấy nó vô chở gì luôn, cái được á, thôi chạy nó vô chở
mình cái hình ảnh là cái mối ở nhà thì cần cả là con người bảo viên. Hai cái hình ảnh giống như hôm nay, nếu thì hai em cùng sai thì người ta sẽ chọn biểu hiện trong cái tính cầu để thấy được hai cái hình ảnh trái ngược với nhau. Còn cái gì cái con cà trái ngược mà nó cà thượng hiệu, mà nó cà thương nhau, mà nó cà giả lộ á, mà nó cướp gì lắm gì ơi. Mà cái thứ này cái gì được cho giả gái, giả gái là không ăn cơm được. Thiệt, ghê lắm, nghĩ sao hai quỷ này nó giả gái gì, nghĩ mà ai coi. Thầy ơi, chị biết anh thì bạn khi bạn chọn là cái cặp đôi bạn làm giả trên đường để bạn làm mẫu mẫu á, thì sau khi mấy cặp xong em mặc đồ con thì trước khi lại thì tôi nói nè, em đứng cái trước đường của mình, đứng cái trước đường mình rồi mình còn thấy hình ảnh mẹ cái bóng lên cái đó bảo kêu mình đang đứng, mình đang đứng cái con đường là thấy trẻ cặp đôi thấy trẻ trong trường chú hỏi quay qua thấy trong trường thấy trong trường là Cảm ơn chị Tiến Hiền đã đến chương trình có cái gì vui vẻ.
hiểu không? Biết mà trời. Chị của anh, em chỉ đang gợi ý thôi. Tôi không có thời gian để làm. Rồi, cái ông ra đi xin nén ống kính coi. Rồi. Đi. Đi nữa thì, sao tao quay thì quên tại vì em nhắc ảnh anh không biết gì ở ngoài này anh nhắc cho bây giờ cái gì nó mà câu hình miệng là với góc em đi là nó có động miệng em quên em biết quay cận em không dậy nữa không đi rồi anh đi vừa qua trong cái hình này cái tay nè anh đè xuống rồi cái điều anh đè ở đó vô rồi tập trung làm đi nè. Chưa có xin hình là nên tốt. Không ngờ mày vuốt tóc con gái không biết vuốt là sao trời. Rồi, vậy. Đây thôi, đừng nâng niu bây giờ anh lấy không anh lấy cái tay lòng đặt tay vô là em cắt lấy cái tay này. Rồi lấy tay sờ vậy. Thôi không khỏi sờ. Khỏi sờ. Lấy cái tay thôi. Lấy tay này đây lên hả? Không. Nâng niu thôi, nâng niu thôi. Để tay thôi. Ok. Rồi máy chạy và diễn. Rồi và cắt. Ta lấy có một giây rồi. Nghiệp quật sao vậy ta? Nghiệp tụ dầm môi. Em chỉ đợi một câu binh thôi. Nghiệp tụ dầm môi. Ổn không? Kéo bé qua kìa. Mất đầu rồi. Ủa ta đỡ bên đây không đỡ? Bên đây nè, bên đây cứ đỡ là được. Ông đi có năm năm cái gì? Ai biết trời ơi. Đỡ bên đây nè. Ra đợi ra đợi. Thằng này đẩy bên đây. Kiểu đó chắc cho xuống dưới ngồi luôn á. Chắc chắn. Ủa cái này coi có cái con gì đây nè. Cây nè. Ủa nó đi đã. Chỉ cái con gì mà nó chỉ thẳng vô của con Bi luôn. Chân đụng đầu nha, chân đụng đầu nha. Sao này bước qua dễ lắm rồi. Nè, chỉ có vậy thôi. Ê! Wow. Đi đụng hoài rồi. Tài nát cái quần của con Bi. Rồi, chụp tay kia. Rồi, giờ đụng lại sao? Đỡ coi, đang đỡ luôn. Lúc đó đang té cái mắt cười luôn. Chảy máu cái đầu kìa. Đôi người của chợ đôi qua biển xa. Anh Hải ơi, nhìn bên trái gì rồi ra đầu mình.
nhanh một xíu em. Dễ nhàng. Ok. Lùi lùi cắt. Đôi hù. Giọng đưa nước tiểu lên uống nhưng mà tiểu trào. Qua nước tiểu luôn. Lấy bắt từ này. Tào lao. Mà. Cám này đúng vô dụng luôn á, đủ vô đông đi. Em, coi lại tới này mạnh bạo quá. Nhiều sắp quýnh lộn tới nơi. Nhiều nhỏ nhẹ nhàng lại thì được. Nhẹ nhàng lại xíu rồi. Em chỉ em cứ để cái tay em như thế này đi. Em thải tay nhiều hơn. Thải nhẹ lên, nhẹ nhàng cái gì đó. Ủa. Là anh quay sẽ quay hai góc đứng chỗ quay thôi. Ờ tôi hết dây rồi đó. Hết dây chưa? Cái dây thì qua bên đây đi là được. Bên đây nè. Hết dây luôn rồi. Hết dây rồi. Cột bên đây nè. Cột đây nè, cột dây đây nè. Cột bên kia đi, cột bên kia đi. Cột dây đây, cột dây vỗ lại nè. Tháo dây cầm qua dây vỗ lại nè. Đây, bạn bỏ đi, tôi kéo qua cho. Rồi bỏ đi. Rửa về xó mất công nữa. Không thả nó chìm dưới nước mà, đối gì đâu. Sợ không đủ, nói vậy thôi, không đủ chắc luôn. Đủ rồi. Không tới đâu gấu rồi. Hết dây rồi đó. Hết rồi không? Đây đường máy anh luôn, anh ôm trên người anh. Đây, 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 đây. Quay đầu, quay đầu. Quay lại đi, quay lại đi. Cứ ngồi bình thường anh thoải mái anh diễn thôi. Còn mấy cái chuyện khác để anh Vinh lo. Lo là anh còn lo hơn nữa. Ok. Anh là một tay một súng nữa đó. Anh đút dây đó lên đi anh Vinh, sợ bị thấy. Không thấy đâu. Nhìn nó. Sao đừng nè. Ừ, anh phải chèo. Anh cột vô rồi. Cho anh Vinh vô. Rồi anh Vinh ngồi đi. Má này còn lắc từ chưa. Anh cứ ngồi, anh đừng có lắc theo. Anh lắc theo thì nó sẽ bị lắc luôn. Như bình thường thôi. Cứ để anh Vinh anh lái. Rồi hết dây. Em biết á, từ đây nè, đi vòng qua đó nè, phải đi đúng cái đường kia đó. Từ cái đường nha, chứ dây không quay đầu.
giờ anh kéo rồi anh đi thẳng với em luôn á. Tại vì anh của anh đằng sau mà. Ok, sụt đầu lấy đẹp nè. Rồi diễn đi, mới lên diễn đi ảnh đi. Ok, hai người cứ diễn tự nhiên nha. Đang còn lại hả? Đứng giữa anh hả? Đứng giữa luôn. Rồi, vậy đó. Đó là lên bên kia lên. Đang còn lại hả? Cái cây kìa. Thuyền em trôi trên sông. Cái này về xóa sợi dây này được đã được. Trên dây sông xá dễ lắm. Đó. Ông ơi, đừng có xá, làm cái này là con chăn để nó bơi lưỡi lưỡi lên là con chăn rắn bự 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 được. Để nó con chăn nó bự 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 cái trò đủ ở đâu mà có con chăn ở dưới mà ông trèo thì không biết thấy con chăn nó đang lớn lợ theo. Có anaconda ở dưới. Á, đây làm cái chân này nó lờ theo rồi nguyên đáo rồi thôi có một chân bự dưới rồi mất không thấy cái này nhiều lắm đó à. Cú này anh lấy của mặt trời nè đẹp nhiều lắm, nhiều cú xài được lắm đó. Đây là bên đây là để đi quay luôn kèm bì vô là xong nhả cái kia nhả ra hai cái cận lại nhả ra cái tên là gà trong nhiều lắm, nhiều cái xài lắm. Cái này có mấy một cái giờ giữ lại đâu có xá đâu không nhưng mà có mình chép vậy đấy. Mình lấy khúc mà vẫn để lên nguyên cơ bao dẫn. Ok không?
dựng sức đi, dựng sức đi. Dựng sức đi, dựng sức đi.